Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Giờ này anh Tùng anh tiếp tục anh leo lên anh đốn một cái cây sao nữa nè bạn. Cây sao này thì nó nằm ở cái con đường khác với cái đường mà qua nay anh Tùng anh đốn nha các bạn. Hôm nay anh Tùng anh cũng sử dụng cái bao tay để leo mấy cây này cho nó đỡ đau cái tay. Bên kia thì mấy anh em bên kia đang mé mấy cái nhánh đó. Được khá là nhiều cây rồi. Cái cây này là nó có cái khó là nó nằm cũng khá là gần đường dây điện và sát trong đây là cái hàng rào nè. Thì cái khoảng cách từ hàng rào tới cái cây thì tầm khoảng hơn 2 mét. Mấy cái nhánh này là nó nằm trên cái hàng rào luôn. Đây đi theo anh Tùng thì có Thiên nó hỗ trợ anh mấy cái công việc ở phía dưới. Thì Thiên nó cuột cái máy xong rồi, lát anh Tùng anh leo tới chợ nó sẽ kéo cái máy lên luôn. Anh Tùng anh tút ở trên đọt này ngoài. Đây anh đang ở trên này nè. Cái đường dây điện này thì nó là đường dây điện trần nha các bạn, không có cái vỏ ngoài nha, cho nên là ảnh phải thả cái nhánh sao mà cho nó khéo, nó đừng có quẹt vô cái dây điện. Tại vì thả cái nhánh mà nó quẹt vô dây điện thì có khả năng nó sẽ chập cháy. Tại vì cái đường dây nóng và đường dây lạnh thì nó khá là gần với nhau. Ở phía bên dưới thì cũng có được cái khoảng trống bên dưới đây nè, anh sẽ cưa nhỏ nhỏ rồi anh thả xuống. Cái khu C của khu công nghiệp Sa Đéc thì có rất là nhiều con đường và hầu như tất cả các con đường đều có trồng cây xanh hết. Và có khoảng 2-3 đường thì họ trồng cây sao này nè các bạn. Cái con đường ở trong đây thì nó nhỏ hơn cái con đường ngoài kia. Cũng trồng hai hàng sao hai bên luôn. Xả xuống được, vậy dưới cũng có cái chỗ trống. Anh cười khá là nhanh. Thì ở đây cưa thì chủ yếu là tránh dây điện với hàng rào thôi. Còn mấy cái cây nhỏ nhỏ phía dưới thì được phép thả xuống tương đối là thoải mái nha các bạn. Không có sợ bị gãy mấy nhánh cây nhỏ ở dưới. Thì kiển ở đây thì cũng không có gọi là những cây bình thường thôi. Nó là những cái loại kiển nhỏ bình thường thôi, nên thả xuống không sao hết. Giờ còn cái đọt nữa là xong. Khá là nhanh. Cái đọt thì anh Tùng anh nắm anh kéo vào cho nó đừng có rớt trúng sợi dây điện. Oh.
do cái vỏ của cây sao này nó rất là sần sùi và rất là bén, cho nên là anh Tùng anh mặc áo và anh sử dụng thêm cái bao tay nữa nha các bạn, cho bảo vệ cái tay cho nó đỡ đau. Thì mấy bên này thì anh Tùng anh đều sử dụng cái bao tay này để anh leo mấy cây sao này. Hiện giờ là anh Tùng anh đang ở cái độ cao ngang ngang với đường dây điện ở tầm khoảng 10 12 mét. Nên anh Tùng anh mặc cái áo xanh bộ đội, cái màu khá là giống với cái màu lá cây. Thì cái nhánh phía dưới này thì nó có cái hướng là mọc nó thẳng xéo lên, xéo đứng lên, cho nên đứng rất là khó. Mình nghĩ là anh Tùng anh xuống anh sẽ cưa khoảng một lóng nữa là xong nha các bạn. Nhiều nước luôn, nước nó đang chảy trong cái thân ra nè các bạn. Bên đây thì anh Dũng với anh Cường và anh Trí ba người cũng đang cưa ba cây bên đây. Ờ, cái cây của anh Tùng bên đây đã hoàn thành rồi nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Rồi xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.